Dạ em ơi. Em ơi, có nhà không? Ai đấy? Anh mà. Chào em nhé. Anh mà về đây làm gì? Anh lên thăm em. Không, anh đi về đi. Anh vào nhà được không? Không. Anh đi về đi, đi về nhà đi. Không, anh vào tí để anh vào thăm em tí, anh về mà nhé. Không, anh về đi, anh không được về đây. Em khác ở nhà, anh đi em. Không. Anh về đi. Nhà em xin lỗi mình ở. Anh đi về đi, không ở đây nữa, đi về đi. Không để anh vào với em tí rồi. Không. Có cái gì anh vào nhà tí. Không, anh đi về đi, đừng vào đây. Anh ngồi đây tạm thôi, ngồi một tí. Em về đây làm gì? Anh xin lỗi lên nhưng mà em nói mẹ lại lên. Thế nhưng giống được anh mua kết quả tặng em nhận của anh. Em không lấy đâu. Em không lấy đâu. Em nhận của anh, cái này không. Anh mua. Em không lấy đâu. Anh lấy đi về thì em không lấy. Là để anh tháo ra anh. Không. Đây. Nhìn cũng đẹp đấy nhưng mà nó để. Em không lấy đâu. Đấy, em mang theo thì xem mà. Đấy khi anh tặng quà anh ít thì. Không lấy. Xí. Không. Em không, đeo thử xem nào, không, mấy khi anh tặng không, quà cho không đeo. Anh mua. Không. Để anh đeo không, thử xem. Đây đeo, đeo tại không đeo. Đeo này. Không. Đấy em đeo xem nào, có khi còn đẹp. Ui, nhìn tí. Em có không thích đeo không? Đâu, không. Em không đeo đâu. Em đeo đi, không. Cái này anh mua tận tâm ấy, anh không cần thiết đâu, em nhận đi. Em nhận không, hộ không, anh em. Cứ đeo đây, sau lúc nào vướng thì em thả ra cũng được, nhưng mà bây giờ đeo để anh vui nhé. Để em lấy vào đây. Không, em cứ đeo đấy để anh cất cái này xong. Hôm nào em khác hơn, nếu không đeo cùng vướng làm việc thì em không muốn đeo đâu. Cứ đeo đấy mà. Anh cất đấy. Không muốn đeo. Đeo đi, đi. Đeo đi. Đeo đấy. Em vào tay em chẳng đeo cái này, nó cũng nhìn cũng mệt, rất đẹp. Không. Cứ đeo ở đấy, khi nào vướng thì em bỏ ra, coi như bây giờ em nhận cho anh vui. Anh đi về nhà đi. Để anh ngồi đây ra, nhưng mà em. Anh đi về đi, em về đây nhiều lần em không thích đâu. Em không muốn lấy chồng rồi. Trước kia em lấy chồng em đổ ăn, giờ em sợ đàn ông đó, anh đi về đi. Rồi em, để anh ngồi lại đây tí. Em không chấp nhận anh thì cũng đúng thôi, bởi vì anh người lại em chưa quen ấy, thì anh cũng là từ lần đầu gặp em ở phía kia anh cũng thấy mến em rồi, yêu em rồi, thì anh cứ đến đây xem hoàn cảnh em sang sắm này, có thể em ngày nào đó em lại chấp nhận anh thì anh cũng rất vui. Em đi về đi. Anh ở đây tí anh cũng vui luôn mà. Em một mình em thấy là được cái nhà cũng đẹp hơn. Em khá làm. Cố gắng như vậy. Đây là em khá làm, nhưng không có ai lấy giúp đâu. Em làm xong tiền tiền thuê thôi. Anh mà biết trước thì anh lấy giúp rồi. Bây giờ mình biết em ở đây thì anh đến muộn. Nhưng mà sau này nếu như kia thì anh giúp em có việc gì cứ bảo anh lên giúp hộ em mà. Không, anh đi về đi. Thì anh ở đây một tí anh cũng về luôn đấy. Em không ở đâu mà. Em của mình ở đây. Hay là em làm cái vườn rau này, vườn rau của em tốt thế. Cái đất này bây giờ của em hết à? Hay là em nhận của ai ở? Của em mà. Của em. Chị khó thế bây giờ. Cái rau em vừa trồng ở trong cái héo này. Vừa qua em vừa trồng. Vừa trồng. Có cả quả cam à? Cam hay là nhưng tạo em xung quanh nhiều hoa quả với lại vườn ấy nhỉ, thì em chịu khó nữa thì sau này có khi giàu lên ấy. Vâng. Đi về đi. Cái cuối thì em cố gắng. Cái việc này mệt lắm, một mình cũng mệt, cứ làm. Thế một mình đúng là một mình mệt, cứ sợ ốm đau, cứ khó khăn. Thôi anh đi về đi nhé. Thế anh cứ công việc, có công việc anh đã. Anh đi về đi, em cũng muộn rồi. Rồi anh đến tí anh cũng về, bây giờ anh tí anh có công việc anh đến bên đây ngồi cùng em. Anh đi về đi. Thế em bây giờ bố
sao ấy. Thế em có hai về không? Hay là em em có hai về rồi, em có về một lần. Em đi về nhá, em cũng nghỉ để em về nhá, em cũng vừa đi bán rau về. Anh cũng chịu tí là công việc khác nên tranh thủ lên ghé em để thăm em xem có khỏe không. Anh xin phép anh về đây, về nhà nhé. Vâng, em về nhá. Rồi, hôm nào anh đủ thời gian anh lại lên thăm em. Vâng.